đâu. Tôi đi ra ngoài dạo một chút với lại mua ít đồ. Bây giờ hai đứa về đâu? Lên xe và cho có gian. Dạ. Thiệt là tội nghiệp cho hai đứa. Đi làm giúp việc cho người ta mà còn dẫn em theo. Chắc là cực lắm hả con? Dạ không có cực lắm đâu bà. Với lại mọi người ở trong nhà cũng tốt với tụi con mà. Vậy hả? Vậy hai đứa có muốn làm cho bà không? Dạ. Tuần sau á, hai đứa con của bà ở bên Canada về chơi. Bà cần tìm người giúp việc. Chứ bà từng tuổi này đâu có lo gì được cho tụi nó. Hai con giúp bà thì đỡ quá. Con thấy làm sao? Dạ, chuyện này hơi bất ngờ với chị em tụi con á bà. Bà không biết á, nhà người ta trả cho con bao nhiêu một tháng. Nhưng bà sẽ trả 10 triệu một tháng. Hai con thấy làm sao? Dạ. Thấy hai đứa cực khổ, bà cũng thương. Hai đứa có suy nghĩ kỹ đi. À, xíu nữa bà cho số điện thoại, hai đứa nhớ liên lạc với bà nha. Bây giờ làm sao đây? Bà trả cho mình tới 10 triệu lận đó. Số tiền quá trời lớn luôn. Mình có nên đi không chị? Tiền thì nhiều thiệt đó. Nhưng mà mình sống ở đây cũng quen rồi. Với lại ông cũng tốt với chị em mình mà. Để chị nghĩ thêm nha. Giỏi quá ta. Tâm Ý, con biết nấu phở nữa hả? Thơm dạ. Thiệt á. Tại bữa trước ông nói thèm cho nên hôm nay con nấu đó cô. Trời ơi, tôi nói bâng quơ vậy mà cũng nhớ nữa hả? Dạ, cô chú nè chú. Cảm ơn cậu. Tâm Ý. Dạ. Sao cái tô của chú ít thịt hơn mấy tô này vậy? Vậy hả chú? Để con lấy thêm cho chú nha. Thôi khỏi đi. Phân chia kiểu gì kỳ cục. Con phân biệt đối xử với chú đúng không? Dạ, không có đâu chú. Cái gì mà phân biệt đối xử? Không ăn thì ra ngoài thôi. Thì rõ ràng là vậy mà ba. Ba coi nè. Đó. Giờ ý kiến cái cò nữa phải không? Không ăn rồi đưa đây. Con ăn, con ăn, con ăn, con ăn. Đưa cho Tăng nhanh lên. Sao mình lại không được hả? Mình không được. Đưa nhanh lên. Cái khác thì được, cái này không được đâu. Mày tập về nhà làm sao mà giống nhau được. Mày đưa cho tao cái này rồi mày làm cái khác cũng được mà. Cái đó. Mày dám đẩy tao hả? Em có sao không Tâm Anh? Nếu mà mày chịu đưa cho tao sớm hơn thì không có chuyện này xảy ra rồi. Nè, em có muốn chị cho một trận không hả? Có muốn chị cho một trận không hả? Ôi trời đất ơi, sợ quá đi. Sợ thiệt á, sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn á. Đè. Đồ ăn chi đúng là đồ bò mà. Biến đi nghe chưa? Mày mà còn định đập nữa tôi mất hết tóc của mày á. Cái này đâu phải ăn cắp đâu, cái này là đồ bỏ mà. Đồ bỏ gì mà đồ bỏ? Cái này của chị mà. Không đi đúng không? Đưa đây cho tao. Không được. Mày đưa không? Mày đưa không? Dám. Mày nói chuyện với bạn mình. Anh à, hay là hai chị em mình tới ở với bà nha. Hai chị em mình tới đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Với lại làm chi nó sẽ không có ăn hiếp em nữa. Mình đi ha. Tùy chị quyết định thôi. Còn em sao cũng được. Vậy thì mình đi ha. Chị quyết định kỹ rồi. Dạ alo ạ. À? Bà hả bà? Dạ. Chị con mới vừa đi ra ngoài rồi. Dạ. Mà bà ơi, chị con nói là muốn tới phụ cho bà đó. À, nhưng mà nếu như mà tụi con tới đó thì bà sẽ trả cho tụi con 10 triệu thiệt chứ bà. Tâm Anh. Con mới nói gì đó? Cái đồ xấu xa Tâm Anh, mày dám bỏ nhà tao đi hả? Hình như Tâm Anh đã nói á, Tâm Ý đã quyết định đi qua đó rồi thì phải. Vậy hả?
Nếu mà tụi nó đã muốn đi rồi thì mình cản cũng không được đâu, để đi đi. Con nói gì vậy? Giữ con Tâm Mía lại. Nó đã muốn đi rồi thì mình giữ là làm cái gì nữa? Sao lại không giữ? Thử hỏi bây giờ đi kiếm khách coi có cái đứa nào nó làm giỏi như con Tâm Mía hay không. Ba quyết định giữ lại. Ba, nhưng mà bên kia người ta trả tới 10 triệu lận đó. 10 triệu đâu ra mà con trả? Thì bây giờ trả nó cho thêm chút đỉnh, mình giữ nó lại. Có cái gì đâu. Con không có trả nổi 10 triệu đâu ba. Con không trả bây giờ ai là chủ nhà? Ba là chủ nhà, ba có thể ba bỏ tiền nó ba trả mà. Nhưng nó đã muốn đi rồi, bây giờ ba bỏ tiền ba trả nó cũng đi à. Nó cái đó là tại con lại. Ghét con, con muốn nó đi. Không, 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 truyền cho chị Tâm ý đi hay không? Đã chia người trên sofa ra thành hai cánh. Cánh hữu thì muốn chị đi, cánh tả thì muốn chị ở lại. Chờ làm chi? Mày hay lắm, mày giỏi lắm, đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đâu bay. Là sao Lâm Chi? Tao nuôi mày mập thấy, rồi mày bỏ nhà tao mày đi. Mình xin lỗi nha Lâm Chi. Trời ơi, xin lỗi gì mày ơi. Mày không có hiểu mấy câu mà ăn quả nhớ nguồn, uống nước nhớ kẻ trồng cây. Mày không hiểu mấy câu tục ngữ tới đâu. Lâm Chi ơi, để. Bạn nói sai sai rồi đó. Sai gì? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn mới đúng chứ. Mày tính bắt lỗi tao hả? Giờ tao nói cỡ nào mày cũng đi à. Ừ, tại vì chị Tâm ý nói là nếu mình ở đây thì mình sẽ bị Lâm Chi đánh hoài. Tao đánh mày nào? Ừ? Mày giúp việc cho nhà tao thì mấy lúc tao buồn buồn tao lên tao quẹt quẹt mấy cái thôi. Vậy mà đánh đó hả? Mày qua nhà đó mày còn bị đánh dữ hơn tao nữa. Lúc đó thì mới thấy cái cảnh. Không có đâu. Ở bên đó chỉ có một mình bà thôi à. Mà bà hiền lắm. Trời ơi, chắc hiền. Chắc hiền à, trời ơi trời. Ê Ngọc Khai, Ngãm Bệnh có nuôi chó không? Bạn hỏi anh chi vậy? Bà không đánh mày, chuyện chó nó cũng tát mẹ. Uống chảy ra còn hơn nữa. Mình xin lỗi nha Lâm Chi. Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Nhưng mà mình cũng sẽ quay về thăm bạn mà. Thôi khỏi đi mày ơi. Mày thương tao thì mày đâu có đi. Nếu mà gặp tao nha, là tao không đi tao ở lại đây rồi đó. Tao nói trước nha, cái nhà này nè, nhiều tình thương dành cho mày lắm á. Nhất là tao nè. Suy nghĩ kỹ lại đi. Nè, tao cho mày á, ăn đi. Nhớ nha, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. À mà quên, nếu gặp tao á là tao không có đi rồi đó Tâm Anh. Suy nghĩ kỹ lại đi nha. Nhà này dành tình thương nhiều cho mày lắm á. Muốn đi rồi em giữ nó làm chi, thì cho nó đi liền đi. Nhà bên kia kêu là tới thứ hai tuần sau lận mà. Cái gì phải đợi thứ hai tuần sau dữ vậy? Vợ nó muốn đi cho nó đi liền, coi như là tiễn nó đi có gì đâu. Đuổi tụi nó thì tụi nó ở đâu chứ? Anh á, ăn cái gì mà ác quá vậy hả? Hôm qua mới cho ăn gà ác đó. Hèn chứ cái mặt càng ngày càng ác à. Vì chuyện của chị Tâm ý mà cả nhà ồn ào hết lên. Bên cánh hủ nội bộ lủng củng. Chú thì muốn đuổi đi liền, còn cô thì muốn giữ lại đến thứ hai tuần sau. Muốn đuổi đi liền, muốn giữ lại tới thứ hai tuần sau. Thôi đủ rồi, không có đuổi gì hết á. Làm người thì cũng phải có lương tâm chứ. Thôi mà em, nó muốn đi để cho nó đi. Em đã nói không đuổi là không đuổi, đợi tới thứ hai tuần sau. Có cần phải ồn mà hậu vậy không? Đi đâu tìm được một đứa như con Tâm ý? Cần thêm cho nó chút đỉnh là giữ nó được thôi. Ông ngoại, ông ngoại, sao mình phải thêm tiền vậy ông ngoại? Mình chỉ cần mình giữ chỉ lại thôi thì chỉ sẽ ở lại mà. Con nói gì vậy? Không cần đâu ông, chỉ là người giúp việc thôi mà, mình đâu cần phải trả thêm tiền. Ây da. Trời trời, y như thằng cha mày. Nói tầm bậy thì giỏi lắm. Mình chỉ cần mình giữ lại thôi, không cần tăng thêm tiền gì hết.
vô cái miệng bây giờ nha, bậy bạ không à. Cánh tạ cũng bị lủng củng luôn. Chị thì muốn giữ lại vô điều kiện, còn ông thì muốn trả thêm ít tiền để chị Tâm Ý ở lại. Không trả thêm tiền, phải trả thêm tiền. Hả? Chị muốn đi hả? Ừ, mình chỉ nghe loáng thoáng thôi, chắc là vậy đó. Chị ơi, chị hả? Chị đâu vậy? Ủa, cậu tìm tôi hả? Nghe nói là chị nghỉ việc hả? Ủa, ai nói với cậu vậy? À, phải vậy không? Chị trả lời em đi. À, thì có thể là vậy. Sao vậy chị? Thôi chị, chị đừng nghỉ. Sao vậy? Thôi chị đừng nghỉ. Chị hứa với em là năm sau phải đi học với em mà, nhớ không? Hay là vì tiền? Nếu mà vì tiền chị cứ nói em, nói mẹ cho. Không phải đâu mà. Chứ sao, nếu mà không vậy thôi chị đừng nghĩ. Tâm Ý ơi, con về rồi hả? Vô đây con nhờ một chút. Dạ. Cái gì vậy? Ủa thằng này đó, thấy bà nó té nó không thèm đỡ luôn trời. Tâm Ý nó sẽ ở tới thứ hai tuần sau nó mới đi. Nó muốn đi thì để đuổi nó đi liền đi, giữ làm chi. Mẹ, mình không được để cho cái đồ xấu xa đó đi được. Tăng tiền cho người ta một chút là được thôi chứ cái gì đâu. Bà muốn tăng tiền á, bà bỏ tiền túi ra tăng đi. Con không có tiền. Mình không cần tăng đâu, mình chỉ cần giữ hai người đó lại thôi. Không có được, bắt buộc là phải giữ lại. Nó muốn đi thì ba để tụi nó đi đi. Con không có tiền. Mình phải giữ hai người đó lại. Đúng rồi, nhất định phải giữ lại, tăng lương cho người ta. Nhưng mà nó muốn đi, ba cứ để nó đi đi. Mày là kêu trong nhà đây. Con mẹ con... phải giữ lại. Nó quay không có nhà hết, phải giữ lại. Ba để nó đi, bây giờ phải giữ nó lại. Giữ lại, bây giờ mình đuổi nó đi rồi, ai vô đây làm hả? Bây giờ mình không có tiền mà. Bây giờ mình chỉ cần được chút xíu tiền thôi. Bây giờ ba trả tiền cho con. Tiền mà. Chuyện đó, chuyện cho nó. Ba loại hình. Dạ, alo ạ. Chú nè, chú xin lỗi, nhưng chú nhờ con một việc nha. Dạ. Mẹ, giữ chứ lại đi, giữ lại. Đúng đi. Rồi, con ít tiền thôi, giữ nó lại, hiểu không? Không cần trả thêm tiền. Con sao? Con đã nói là không có tiền. Trời. Giữ về cho đi, đi giữ lại làm gì? Thôi. Dạ, con tới bệnh viện chút nha. Thôi giữ chỉ lại đi, giữ chỉ lại đi mẹ. Trời ơi, ít tiền thôi con ơi, giữ một đứa chăm chỉ là cần, rất cần. Là đáng. Giữ thôi. Cho nó đi luôn đi. Đi giờ con đi á. Nghe lời ba đi, bỏ thêm ít tiền, giữ một đứa chăm chỉ ở lại. Con đã nói là không có tiền, nếu mà muốn thêm tiền á thì ba thêm đi. Vợ đâu có tiền đâu, cho đi đi. Không, giữ chỉ lại đi mà mẹ. Ủa, Tâm Ý. Dạ, cô chú nè chú. Ờ, cảm ơn con nha, con dạ. Ăn tối chưa? Dạ, con ăn rồi, chú ăn chưa? Chú ăn rồi, phải tranh thủ chứ. Dạ, từ giờ chú nhớ ăn uống đầy đủ, với đừng có quên đồ nữa nha. Chú biết rồi, tại chú Y sẽ có người mang tới cho chú nên chú quên. Bây giờ chú phải đi rồi, cảm ơn con nha. Dạ, không có gì đâu, chú đi đi. Hẹn gặp lại, cảm ơn con. Cô có gửi cho chú cái này nè, canh gà hầm thuốc bắc. Chú nhớ uống nha, lát nữa chú múc ra uống liền đi. Được rồi, con để đó đi, lát chú uống. Dạ không được đâu, cô dặn con á là phải thấy chú uống rồi mới về được. Lát nữa con đem đồ qua bệnh viện chú sĩ giùm cô với. Dạ, qua bệnh viện chú sĩ làm gì vậy cô? Chú sĩ nhờ đem vài bộ quần áo qua bên đó nè. Con lên phòng chú á, con lựa bộ nào cũng được. Chú ơi, con Ý ơi, Ý con làm gì đây? Bác chuyện của sĩ. Chú biết rồi, tại chú Y sẽ có người mang tới cho chú, nhưng chú quên. Bây giờ chú phải đi rồi, cảm ơn con nha.
Chị đi đâu vậy? Ủa Nguyên, sao cậu ngồi ở đây? Em ngồi đây chờ chị mà. Dĩ nhiên là được rồi. Chị chọn vậy là đúng rồi đó. Cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ tôi nha. Đã có gì đâu. Chị ở lại là đúng rồi đó. Bây giờ mình đi về nhà nha. Đi. Nhiều tăng lên cho nó chút xíu, giữ nó lại vậy thôi. Thứ hai này nó đi rồi, nhà mình không có tiền đâu mà lên lương ba. Ôi mẹ, mẹ giữ chị lại đi mẹ, giữ lại đi, nghe con nói đi, giữ lại, giữ lại đi. Gì mà giữ, đi cho nó đi đi. Thôi không được. Nó nói là được gì? Im, con đi chứ không phải nó đi. Bây giờ chở nó đi sao chở ba? Bây giờ mày bây giờ không bằng ra phải không? Bây giờ nghe ba hay là nghe vợ con? Nói đi. Xong chưa? Chưa. Ủa chi? Cô kêu giải động vật mà, đâu phải giải đóng phân đâu. Là gấu đó, phân mình nào. Gấu nó đâu phải vậy đâu. Để nó là gấu rồi. Mình vẫn thấy nó giống đóng phân hơn. Để nó là gấu mà cứ kêu phân hoài vậy. À, đâu, chi? Làm chi? Đâu, chuyện gì vậy hả? Cô ơi, làm chi các bạn á cô? Mày dám hát hả? Nghe không, con làm gì vậy? Ê, mày đứng đây làm cái gì vậy? Không có gì, mình chỉ làm chút chuyện thôi. Trời trời, nó tưởng nó bận lắm sao? À mà nè, cái chuyện hôm nay á, mày không có được mép với mẹ tao nghe chưa? Chuyện gì? Thì chuyện tao cắn tay Thảo với Trâm á. Mày nghe đây, mày mà mép thì tao không tha cho mày đâu, biết chưa? Mình hiểu rồi. Tâm Anh! Ừ. Đi con, mọi người đang chở mày á. Dạ. Đây. Dạ. Dạ sao thưa cô? Con bé làm chi nhà tôi cắn tay bạn học ngồi kế bên hả? Dạ. Tôi thành thật xin lỗi cô nha. Mong cô thông cảm. Tôi hứa tôi sẽ dạy dỗ lại con bé, không để tình trạng này xảy ra nữa đâu. Dạ. 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 Cảm ơn cô giáo. Dạ. Đói bụng quá, cho tôi là sườn đi, cho tôi là sườn. Còn với cái Lâm Chi. Dạ. Đi qua đây, ngồi xuống đây cho mẹ. Đi qua đây. Con mẹ, tại sao hả? Tại sao con lại cắn tay bạn học kế bên hả? Làm sao mẹ biết chuyện đó? Con không cần phải biết cái chuyện này. Bữa nay hả, mẹ nhất định là phải cho con một trận mới được. Đi ra. À, con đi. Đó là mẹ, con đang mong nó mét mẹ hả? Đi lên lầu. Đi lên lầu. Đi. Dạ. Tâm Anh, mày chính là người gây ra tất cả mọi chuyện. Được, mày muốn khiêu chiến với tao chứ gì? Được thôi, tao sẽ chấp nhận sự khiêu chiến của mày. Chọn ngày tốt chứ bằng hôm nay. Ngủ sẽ báo thù đục bạc cạch chị. Nè Tâm Anh! Nè! Con nhỏ này. Đồ lên nghe Tâm Anh. Nè Tâm Anh. Nó đáng ghét này. Nè. Cái đồ dơ bẩn nó đâu rồi? Hả? Tôi hỏi nó đâu rồi? Tâm Anh hả? Chứ không lẽ làm gì? Tâm Anh đi chơi rồi. Đi chơi?
thời thế bây giờ đúng là điên đảo loạn tôn ti trật tự hết rồi. Ồ, em nói cái gì vậy? Hỏi anh chi, khi nào nó về? Sáng mai Tâm Anh về. Sáng mai nó mới về lận hả? Bộ nó tính đi bụi đời hay sao mà tới sáng mai nó mới về? Thời thế thế thời, thời phải thế. Mày hay lắm đó Tâm Anh. Hãy đợi đấy, ngủ sẽ báo thù. Nút bật cả chị. Mình tên là Elizabeth, bạn tên gì? Mình tên là Amanda. Ấy. Con gái ơi, con xuống coi tivi với ba đi. Con muốn coi. Con sao vậy? Sao hôm nay nhìn con không có sức sống gì hết? Con có mà. Mà ba ơi, bây giờ có phải là 6 giờ không ba? Ừ, chỉ mới 6 giờ chiều thôi. Sao thời gian trôi qua lâu quá vậy? Ừ, hay là ba con chơi cưỡi ngựa ha? Hả? Chơi cưỡi ngựa hả ba? Ba làm ngựa cho con cưỡi. Con không muốn chơi. Sao vậy? Con thích chơi cưỡi ngựa lắm mà. Nhưng bây giờ con không muốn chơi. Sao một ngày lại dạy vậy chứ? Tâm Anh hả? Gì? Tâm Anh? Ngủ ngon nha. Có chuyện gì vậy em? À không có gì. Giận nè, mày muốn nghe điện thoại làm ơn nói nhỏ nhỏ. Nói lớn quá làm tao hối mới chưa? Trời ơi, nó hối cái gì vậy ta? Sáng mai mày về đây rồi chứ gì? Được, hãy đợi đấy, ngủ sẽ báo thù, nuốt bạc cả chị. Nhân. Sao nó chưa về ta? Nè, có trùng hết vía hả? Là mẹ hả? Cái nhỏ này. Làm gì mà bữa nay con dậy sớm vậy? Ngủ không được. Nè, viết bản tự kiểm chưa đó? Giờ con đang viết. Đi lên lầu viết cho xong nghe chưa? Dạ. Nè. Hả? Cái gì vậy? À mà không có gì. À mà đây là cái chợ sao mà chỉ cứ ra vô hoài vậy? Sao anh cứ tới nhà em hoài vậy? Anh nghĩ anh là ai mà có thể kết hôn với em được chứ? Em chỉ kết hôn với Sơn Tùng thôi được á ma. Chán ghê rồi. Có thể cho em biết chuyện gì xảy ra được không chị? Sáng nay về mà chưa về nữa. Làm gì mà chậm như rùa. Làm ăn giờ giấc kiểu này là chết người ta rồi. Ê, ê nhỏ mày kia. Nó đâu rồi ta? Không lẽ mình nhìn nhầm? Ba ơi, con mời ba ra ăn sáng. Anh ơi, Quyên ơi, xuống ăn nè. Chà, hấp dẫn quá. Tâm Ý, bánh canh này là con tự nấu đó hả?
Nó giỏi lắm á ba, tự tay nó nhào bột làm bánh canh luôn á. Bánh canh nào không giống nhau, làm chi mất công, mua ngoài về cũng được mà. Ba nè, người ta đã bỏ công ra làm cho ba ăn, ba còn nói như vậy nữa. Thôi mày không thích đi, khỏi ăn. Con ăn hả? À, cái gì? Nè, sao giờ này mày mới về? Hả? Là cô hả? Sao vô duyên quá vậy? Cái gì vậy? Nè, sao giờ này nó chưa về? Chị nói là hôm nay nó về mà. Nhỏ kia, mày nói chuyện với người lớn mà nói chuyện vậy hả? Có nói với anh đâu, loan đi, đừng có miệng thúi quá. Nè, hai cái đứa này bỏ. Làm chi? Cái con này bị anh nó la là phải rồi, hỗn láo quá à. Còn con nữa. Dạ. Trời nó đi. Ba. Trời ơi ba đi, ba còn xúi tụi nó nữa. Nó hỗn nè. Tâm Anh nó còn đi chơi, chắc là chiều về đó em. Đi chơi chiều mới về. Không thèm ăn nữa. Làm chi? Cái con nhỏ này. Đánh ra bây giờ. Đứng lại cho mẹ coi cái con nhỏ này. Thôi em. Bực mình quá à. Nè, cái con mày kia. Sao nó về trễ quá vậy? Bực mình quá này. Alo, bánh bao chiên hả? Mình không ăn đâu, mấy bạn cứ ăn đi. Rồi, tới nhà rồi. Thôi, nè, dỗ của con nè, con vô nhà nha. Dạ. Rồi, con về ha. Nha. Ừ, đây con. Mày tính đi luôn hả? Mày có biết tao chờ mày tới cỡ nào không? Tao chạy lên chạy xuống té sấp mặt luôn, y chang như con người ở vậy đó. Tụi mày không chịu trả lời hả? Bộ tao có quen biết với mày thì sao gọi là anh chi? Mà tao nhìn mặt mày tao ghét quá à. Mày còn dám đứng đến hả? Mày đứng lại. Nè mày đứng lại chứ. Nếu như sau này mày không có sửa chữa mẹ của tao thì mày không được đi. Cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày, sức mơ làm sao.